Tuổi Ất Hợi 1995, năm 2022, Nam Mạng. Quảng Tòng xin kính chào quý anh chị em. Thì sau khi xem lá số tử vi của tuổi Hợi năm 2022, thì hôm nay Quảng Tòng xem về tuổi Ất Hợi năm 2022, Nam Mạng theo sao hạn. Thì kính thưa quý anh chị em, qua năm 2022, tuổi Ất Hợi có thông tin cơ bản là chúng ta sinh năm 1995 và tuổi âm lịch là 28 tuổi. Con ngũ hành nạp âm của tuổi Ất Hợi đó là Sơn Đầu Hỏa. Năm nay thì sao chiếu mệnh đó là sao La Hầu và hạn là gặp hạn Tam Kheo. Xét về cái tử vi chọn đời của tuổi Ất Hợi Nam Mạng thì đa số là mệnh sung sướng vào cái thời điểm trung vận, thì sự nghiệp ngày càng ổn định đi lên và cuối đời thì được an nhàn và tốt đẹp. Xem về tuổi Ất Hợi theo cái can chi ngũ hành của năm Nhâm Dần 2022. Thì xét về phương diện can chi thì tuổi Ất gặp năm Nhâm là bình thường, cuộc sống cũng bớt cái sóng gió lao đao, rồi cuộc sống cũng dần đi vào cái ổn định, tài lộc có dấu hiệu là phát triển. Xét về phương diện địa chi thì Hợi gặp Dần là vừa tốt lẫn vừa xấu. Điều này thì sẽ chỉ cho chúng ta biết rằng công việc làm ăn thì sẽ có sự mở mang. Rồi tuy nhiên cũng có những cái vất vả và những cái hao tổn nhiều công sức. Xét về phương diện ngũ hành thì mệnh hỏa gặp năm kim thì không có vấn đề gì. Nếu có là chỉ là thêm cái phần vất vả, những cái tất bật lo lắng trong cái công việc dẫn đến cái sức khỏe bị giảm sút. Như vậy chúng ta có thể tạm kết luận theo cái phương diện về can chi ngũ hành thì vận khí của tuổi Ất Hợi Nam Mạng năm 2022 là khá bình hòa. Công việc thì đi vào cái sự ổn định và ít có sự thăng trầm. Nếu muốn đột phá thì chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tài lộc thì cũng đang có vấn đề, đang có dấu hiệu là ổn định và phát triển. Cần phải nỗ lực để mà chúng ta có thể đạt được cái vấn đề mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì sức khỏe cũng có phần giảm sút do cái sự nghiệp nó cũng có nhiều cái vất vả dẫn đến cái sức khỏe nó đi xuống. Xét theo cái phương diện sao hạn của tuổi Ất Hợi năm 2022, thì năm 2022 thì tuổi Nam Mạng gặp sao La Hầu. La Hầu nghe tưởng ví vang, tháng giêng tai ách giữa đàn phải mang, tháng bảy bệnh tật lan tràn, cầu trời khấn Phật rõ ràng mới yên. Thì như quý anh chị em đã biết là có câu là nam La Hầu nữ kế đô, ám chỉ là cái sao La Hầu là một cái hung tinh rất là kỵ đối với nam. Nếu như nam có sao này chiếu thì thường đem đến những cái điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, khẩu thiệt, rồi chuyện thị phi, tai ương, ốm đau, bệnh tật, rồi tai nạn dẫn đến gây cái hao tiền tốn của. Cái sao La Hầu này thì xấu nhất là vào tháng giêng và tháng bảy, cho nên chúng ta mưu sự làm những việc lớn cũng nên tránh trong cái tháng giêng và tháng bảy. Xét về phương diện hạn thì năm 2022 thì chúng ta là gặp hạn Tam Kheo. Tam Kheo hạn nhẹ không sao, đầu năm lưu ý chân tay phải phòng, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn pháp vòng tai ương. Gặp hạn Tam Kheo thì chúng ta cần phải đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ thì cũng nên cẩn thận. Chú ý là chứng cái đề phòng về cái bệnh phong thấp, bệnh gút, bệnh xương khớp và suy giảm thị lực. Như vậy xét theo phương diện sao hạn thì trong cái năm Nhâm Dần thì tuổi Ất Hợi chúng ta sẽ có cái điềm báo về thị phi khẩu thiệt. Mọi lời nói chúng ta nói ra cũng đều phải cần phải suy nghĩ thật sự cẩn thận để tránh cái tai bay vạ gió, thậm chí là dính dáng đến cái pháp luật, dẫn đến cái phiền phức. Cho nên trong năm 2022 này thì tuổi Ất Hợi Nam Mạng chúng ta nên làm nhiều và nói ít, tập trung vào đúng cái công việc, đúng cái bổn phận của mình. Về cái tình trạng sức khỏe thì trong năm 2022 thì chúng ta cũng không được tốt, cho nên cần lưu ý để giữ gìn sức khỏe. Xem về cái vận hạn của tuổi Ất Hợi năm 2022 thì năm 2022 chúng ta thì không có phạm thái tuế, chúng ta cũng không phạm tam tai, tuy nhiên chúng ta phạm vào kim lâu thân. Cho nên nếu chúng ta muốn cưới hỏi thì cũng cần phải xem ngày để chúng ta bổ cứu, hoặc là những cái thủ thuật để chúng ta giúp tránh đi những cái điểm xấu. Hoặc tốt nhất thì chúng ta có thể để dời qua năm tiếp theo để cưới. Năm nay thì tuổi Ất Hợi không có phạm hoang ốc, cho nên nếu như chúng ta quý anh mà muốn xây nhà, sửa nhà thì chúng ta cũng cân nhắc chọn ngày tốt và chúng ta tiến hành. Như vậy thì kính thưa quý anh chị em, thì Quảng Tầm đã đánh giá xong về tuổi Ất Hợi Nam Mạng theo sao hạn
Nếu quý anh chị em có điều gì thắc mắc, xin vui lòng comment và đặt câu hỏi. Và nhớ bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em trong những video tiếp theo.